Nắng nóng như thế này ấy, cũng rất là mệt. Mình mặc bộ đồ này thì rất là nóng, chứ nó không nóng được không được. Mồ hôi lẫn ro rất là nhiều, rất là khó chịu ra người. Nhưng mà mình phải chịu khó vì cộng đồng, thì mình cũng làm hết sức mình. Khi mà khách mà rảnh một chút thì mình tìm chỗ hắn mát vào đó, có gió một chút để cho nó mát một chút, rồi mình tiếp thêm nước uống. Đã gần một tuần, thành phố Đà Nẵng triển khai 15 chốt kiểm soát liên ngành. Mọi công việc đã đi vào nền nếp. Mỗi chốt được trang bị 2 máy quét mã code, tăng cường đoàn viên thanh niên, hỗ trợ lực lượng quân đội, công an, cảnh sát giao thông hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng chống dịch. Nắng nóng gay gắt, các lực lượng tham gia trực chốt luôn vất vả. Đại úy Nguyễn Văn Hòa, công an quận Liên Chiểu, phụ trách chốt kiểm soát liên ngành trên đường Tạo Công Biểu cho biết, mỗi ca trực, anh và đồng đội phải dừng tới 400 xe ô tô để phối hợp khai báo y tế. Với điều kiện nắng nóng như vậy, chúng tôi cũng nói thật là rất là mệt, nhưng mà cái nhiệm vụ rất nhịn chung thì cố gắng để là thực hiện tốt cái nhiệm vụ của mình. Tất cả mọi người dân đều ý thức hợp tác, đôi lúc cũng có nhiều người với thời tiết nắng nóng khó chịu là có lời tiếng nói lại nặng là lực lượng làm, nhưng mà chúng tôi cũng thuyết phục chỉ cho họ hiểu rõ được cái nhiệm vụ và trách nhiệm của họ. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết trong sáng nay thành phố ghi nhận 23 trường hợp nghi nhiễm mới, trong đó quận Gò Vấp là địa phương có nhiều ca nhất. Phóng viên Kim Dung đưa tin. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết sáng nay có 7 trường hợp tại quận Gò Vấp, 1 trường hợp tại quận Bình Tân, 1 trường hợp tại thành phố Thủ Đức, 2 trường hợp tại Tân Bình, 1 trường hợp tại quận 8, 3 trường hợp tại quận 12, 6 trường hợp tại quận Bình Thạnh, 1 trường hợp tại Bình Chánh và 1 trường hợp đang xác minh thông tin. Qua xác minh ban đầu, trong 23 trường hợp này thì có 17 trường hợp được xét nghiệm theo diện F1, có 1 trường hợp là tiếp xúc vòng 3 liên quan đến hội thánh, 5 trường hợp còn lại đang được xác minh nguồn tiếp xúc. Tính từ ngày 26 tháng 5 đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 219 trường hợp nhiễm mới đã được Bộ Y tế công bố có liên quan đến chuỗi lây nhiễm ở điểm nhóm Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng. Đến ngày hôm qua, thành phố đã điều tra truy vết lấy mẫu tổng cộng 277.841 mẫu xét nghiệm, trong đó 3.770 mẫu tiếp xúc gần, 2.744 mẫu trường hợp đã được lấy mẫu giám sát. Như vậy, quận Gò Vấp vẫn là địa phương có số ca mắc cao nhất tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đánh giá nguy cơ lây nhiễm trên địa bàn quận, Thành phố Hồ Chí Minh đã áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 cho Gò Vấp. Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp Nguyễn Trí Dũng, 11 trong số 16 phường đã ghi nhận ca bệnh và số ca nhiễm chưa có dấu hiệu dừng lại. Quỹ vaccine phòng COVID-19 sẽ công khai thông tin về số tiền ủng hộ hàng tháng, hàng quý và hàng năm, đồng thời có báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán quỹ minh bạch. Đây là nội dung quan trọng được đưa ra tại dự thảo quy chế tổ chức hoạt động quản lý và sử dụng quỹ đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến của các bộ ngành liên quan. Dự kiến sẽ sớm được ban hành trong tuần này. Theo dự thảo, toàn bộ số tiền huy động, danh sách người tài trợ, số tiền đã chi, số dư quỹ sẽ được công khai trong báo cáo tài chính và được công bố trên trang web chính thức của Kho bạc Nhà nước. Bộ Tài chính khẳng định, ngoài báo cáo hàng tháng, quỹ sẽ báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan chức năng hoặc của nhà tài trợ, đồng thời được kiểm toán theo đúng quy định. Trong trường hợp cần thiết sẽ có thanh tra kiểm toán theo quy định. Trong quá trình sử dụng, mục tiêu sử dụng chủ yếu để mua vaccine hoặc hỗ trợ sản xuất vaccine trong nước. Ước tính Việt Nam cần mua 150 triệu liều vaccine phòng COVID-19 với tổng kinh phí khoảng 25.200 tỷ đồng. Trong đó ngân sách trung ương dự kiến phải bố trí khoảng 16.000 tỷ đồng. Còn lại cần huy động đóng góp để sớm đáp ứng mục tiêu phòng dịch cho toàn dân. Theo thông tin từ Bộ Tài chính, tính đến cuối giờ chiều qua, đã có hơn 28 tỷ đồng được người dân chuyển trực tiếp tới tài khoản của Quỹ Vaccine phòng COVID-19. Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khẩn trương áp dụng chính sách miễn phí đối với giao dịch chuyển tiền của người dân, doanh nghiệp tới các số tài khoản tiếp nhận đóng góp cho Quỹ Vaccine phòng COVID-19 mở tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam và Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước. Cập nhật công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Từ hôm nay, tỉnh Trà Vinh tạm dừng hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định, xe hợp đồng, du lịch, taxi từ tỉnh đến Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh có phát sinh dịch bệnh trong cộng đồng và ngược lại. Trước đó, từ hôm qua, tỉnh Đắk Nông cũng tạm dừng hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh theo tuyến cố định, hợp đồng, xe taxi, xe du lịch từ Đắk Nông đi đến các tỉnh thành phố gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nội, Lạng Sơn và ngược lại. Tỉnh Đồng Nai cũng thành lập 10 chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh, hoạt động từ 0 giờ sáng nay. Các phương tiện và người đi vào địa bàn tỉnh Đồng Nai phải khai báo y tế, đo kiểm tra thân nhiệt, đeo khẩu trang và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Thành phố Hải Phòng cũng bắt đầu tạm dừng toàn bộ hoạt động vận chuyển hành khách theo tuyến cố định, hợp đồng xe taxi du lịch từ thành phố Hải Phòng đi tỉnh Điện Biên và ngược lại cho đến khi có thông báo mới. Học viện Quân y cho biết quá trình nghiên cứu thử nghiệm vaccine Nanocovax của Học viện kết hợp với nhà tài trợ Nanogen được triển khai an toàn và có kết quả tốt.
Trong tháng 6 này sẽ tiến hành thử nghiệm giai đoạn 3 với số lượng mẫu lớn, thử nghiệm trên 13.000 người và làm ở nhiều tỉnh thành trong toàn quốc. Trung tướng, giáo sư tiến sĩ Đỗ Quyết, Giám đốc Học viện Quân y cho biết. Giai đoạn 3 này trong tháng 6 này sẽ triển khai làm thử nghiệm đa trung tâm. Mục đích là trong 1.000 cái trường hợp đầu tiên, sau 42 ngày thì chúng ta sẽ đánh giá xem là tính an toàn và hiệu lực về sinh kháng thể diệt virus như thế nào. Và theo quy luật của quốc tế thì lúc đó là có thể hoàn toàn là nếu mà dịch xảy ra thì báo cáo Hội đồng Y Đức, báo cáo Bộ Y tế và xin phép là cấp một cái phê duyệt khẩn cấp có điều kiện tiếp tục tiêm cho đông đảo người dân và tiếp tục đánh giá tiếp. Đó là giống như là các vaccine khác như là Sputnik V này, kể cả AstraZeneca là cũng áp dụng theo cái mô hình như thế và một số các vaccine khác nữa. Đội biên phòng Ngọc Côn, Bộ đội biên phòng tỉnh Cao Bằng vừa phát hiện ngăn chặn 32 công dân nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam. Sáng sớm nay, các lực lượng chức năng tại trạm kiểm soát liên ngành chống dịch bệnh huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La cũng phát hiện một xe tải chở 2 người trên thùng xe đi từ Quảng Ninh lên Sơn La. Việc một số cá nhân cố tình vi phạm các quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19 cần được xử lý nghiêm minh trước pháp luật bởi nguy cơ cao làm lây lan dịch bệnh. Theo số liệu từ Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia, do nắng nóng gay gắt đã làm tiêu thụ điện tăng rất mạnh. Sản lượng tiêu thụ điện toàn quốc hôm qua tiếp tục lập kỷ lục mới với trên 880 triệu kWh, tăng tới gần 25% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng hơn 15% so với trung bình tuần trước đợt nóng. Nắng nóng gay gắt kéo dài đã làm các thiết bị trên lưới điện liên tục vận hành đầy tải, thậm chí quá tải ở một số thời điểm dẫn tới nguy cơ xảy ra các sự cố cục bộ trên lưới điện. Tập đoàn Điện lực Việt Nam tiếp tục khuyến cáo người dân, các cơ quan công sở và nơi sản xuất cần chú ý sử dụng điện an toàn tiết kiệm, đặc biệt vào giờ cao điểm trưa và tối, đồng thời không nên sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện công suất lớn để giảm thiểu nguy cơ xảy ra sự cố cháy nổ về điện. Nắng nóng đang gia tăng trên diện rộng khiến nguy cơ cháy rừng ở mức rất cao. Trước tình hình này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có công điện đề nghị lãnh đạo các địa phương tăng cường kiểm tra lực lượng, phương tiện, vật tư, kinh phí để thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ, phân công lực lượng ứng trực 24/24 giờ trong suốt mùa khô, bố trí các điểm chốt chặn, tuần tra canh gác ở những khu vực trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng. Và bây giờ là những thông tin thời tiết đáng chú ý ngày hôm nay. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén có trục ở khoảng 23-25 độ Vĩ Bắc, nên từ chiều tối mai ở vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông. Từ đêm mai đến ngày 4 tháng 6, ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi. Cũng do ảnh hưởng của rìa phía nam rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nóng phía tây kết hợp với hiệu ứng phơn, nên ngày hôm nay ở khu vực Sơn La, Hòa Bình, Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37 đến 40 độ C, có nơi trên 40 độ. Khu vực Hà Nội từ hôm nay có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 38 đến 40 độ. Từ đêm ngày mai đến sáng ngày 4 tháng 6 có mưa vừa, mưa dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Chương trình thời sự trưa sẽ được tiếp tục với các tin thế giới đáng chú ý. Hôm nay là một ngày đặc biệt quan trọng cho chính trường Israel khi Quốc hội tiến hành bỏ phiếu bầu ra Tổng thống thứ 11 của đất nước với nhiệm kỳ 7 năm, đồng thời cũng là hạn chót để thủ lĩnh phe cánh tả Yair Lapid hoàn tất thỏa thuận thành lập chính phủ liên minh, có đó tìm ra thủ tướng mới. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam. 11 giờ sáng nay theo giờ địa phương, Quốc hội Israel tiến hành bỏ phiếu bầu Tổng thống đối với hai ứng cử viên cuối cùng là ông Isaac Herzog, người đứng đầu cơ quan Do Thái, và nhà giáo dục học bà Miriam Peres. Đây là cuộc bỏ phiếu Tổng thống Israel đầu tiên mà không có ứng cử viên nào đang là nghị sĩ Quốc hội. Sau phiên bỏ phiếu hôm nay, một trong hai ứng cử viên này sẽ phải có ít nhất 61 phiếu bầu của 120 nghị sĩ trong Quốc hội mới có thể trở thành Tổng thống. Nếu không, một cuộc bỏ phiếu khác sẽ lại diễn ra. Nếu được bầu, ông Isaac Herzog sẽ là Tổng thống Israel đầu tiên có cha từng làm Tổng thống. Hoặc không, bà Miriam Peres sẽ là nữ Tổng thống Israel được bầu đầu tiên. Hiện giới phân tích cho rằng ông Isaac Herzog đang có cơ hội lớn hơn khi ông có các mối quan hệ rộng rãi với các đảng phái Israel. Tuy nhiên, bà Miriam Peres cũng còn nguyên cơ hội khi đây là một cuộc bỏ phiếu kín
và bà cũng nổi tiếng với những thông điệp kêu gọi đoàn kết xã hội Israel, vốn bị đánh giá là còn nhiều chia rẽ. Nếu một trong hai ứng cử viên được bầu làm tổng thống sau cuộc bỏ phiếu hôm nay, người đó sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 9 tháng 7 tới, khi nhiệm kỳ của vị đương kim tổng thống Israel Reuven Rivlin kết thúc. Một sự kiện khác làm chính trường Israel nóng hơn là hôm nay sẽ là hạn chót để ông Yair Lapid, thủ lĩnh các đảng phái cánh tả, hoàn tất việc thành lập chính phủ liên minh. Theo ông Yair Lapid, nếu thỏa thuận thành lập chính phủ đạt được trước thời hạn đêm nay, thì sẽ có một chính phủ mới phục vụ lợi ích người dân lên hàng đầu, đoàn kết đất nước trước những mối đe dọa từ Iran. Israel có thể sắp bước sang một kỷ nguyên mới. Nó sẽ yên bình hơn với việc các bộ trưởng đi làm mà không kích động, không nói dối hay tạo ra các mối lo sợ. Nếu chính phủ được thành lập, đó sẽ là một chính phủ có trách nhiệm, một chính phủ thống nhất, sẽ phục vụ tất cả công dân Israel, bao gồm cả những người không bỏ phiếu cho chúng tôi. Theo văn phòng Tổng thống Israel, ông Yair Lapid cần phải đạt được thỏa thuận cuối cùng và nộp bản kế hoạch chi tiết đầy đủ về việc thành lập chính phủ mới cho Tổng thống vào đêm nay. Nếu điều đó xảy ra, 12 năm nắm giữ vị trí thủ tướng Israel liên tiếp của ông Netanyahu đồng nghĩa cũng sẽ dừng lại. Hội nghị ngoại trưởng nhóm các nền kinh tế mới nổi gọi tắt là BRICS gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi vừa diễn ra theo hình thức trực tuyến. Đây là sự kiện quan trọng trong năm Ấn Độ là chủ tịch của nhóm, đồng thời diễn ra vào dịp kỷ niệm 15 năm ra đời của diễn đàn này. Phóng viên Phan Tùng, thường trú tại Ấn Độ đưa tin. Các ngoại trưởng của Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi đều cho rằng đại dịch COVID-19 là một trong những thách thức toàn cầu nghiêm trọng nhất trong lịch sử thế giới hiện đại. Trong bối cảnh đó, chủ nghĩa đa phương là công cụ thiết yếu để đảm bảo giải quyết các vấn đề của cuộc sống, đảm bảo sức khỏe, tính mạng của nhân loại và một tương lai bền vững cho hành tinh. Những thách thức quốc tế đa liên kết như hiện nay cần phải giải quyết bằng một hệ thống đa phương được cải cách và được làm mới. Phát biểu tại cuộc họp, Ngoại trưởng Ấn Độ Subramaniam Jaishankar nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tôn trọng những nguyên tắc và trật tự luật pháp đều làm nên sự đoàn kết và hợp tác của nhóm, cũng như mang lại những thành quả mà năm nước đều hướng tới. Chúng ta đã đi được một chặng đường dài kể từ lần đầu tiên các bộ trưởng ngoại giao của chúng ta gặp nhau tại New York vào năm 2006, nhưng chúng ta vẫn nhất quán với các nguyên tắc trong những năm qua. Chúng ta đã đấu tranh vì một hệ thống quốc tế đa cực công bằng, công lý, bao trùm, bình đẳng và mang tính đại diện. Hệ thống này dựa trên luật pháp quốc tế và hiến chương của Liên Hợp Quốc, công nhận sự bình đẳng về chủ quyền của tất cả các quốc gia và tôn trọng sự toàn vẹn lãnh thổ của họ, đồng thời thể hiện sự tôn trọng đối với lợi ích của tất cả các bên. Chỉ khi việc thực hiện chính sách của chúng ta phù hợp với các nguyên tắc này, khi đó mới có thể trông đợi sự thay đổi mà chúng ta mong muốn. Tại cuộc họp, BRICS cũng bày tỏ ủng hộ việc miễn trừ tạm thời trên toàn cầu đối với bảo hộ bằng sáng chế cho vaccine COVID-19, khẳng định sự cần thiết phải chia sẻ vaccine, chuyển giao công nghệ, phát triển năng lực sản xuất cho các nước và chuỗi cung ứng cho các sản phẩm y tế. Tháng 10 năm ngoái, Ấn Độ và Nam Phi cùng với 57 nước thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO đã đề xuất dỡ bỏ một số điều khoản của thỏa thuận các khía cạnh liên quan tới thương mại của quyền sở hữu trí tuệ, gọi tắt là CHIPS, để giúp phát triển và sản xuất vaccine ngăn chặn kiểm soát đại dịch COVID-19. Chuyến vận chuyển urani cuối cùng đã rời khuôn viên công ty nhà nước ở phía đông nam nước Đức, qua đó chính thức khép lại quá trình khai thác và sản xuất urani ở Đức tồn tại 75 năm qua. Đây được coi là sự kết thúc một phần quan trọng trong lịch sử nước Đức. Hoạt động khai thác và sản xuất urani bắt đầu từ thời chiến tranh lạnh và có ảnh hưởng đến tận ngày nay. Hiện tại, Đức không nằm trong danh sách các nước sản xuất urani trên thế giới. Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden chính thức hủy bỏ chương trình nhập cư ở lại Mexico. Đây là quyết định mới nhất trong một loạt các động thái nhằm đảo ngược các chính sách hạn chế nhập cư của chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump. Chương trình với tên gọi chính thức là Nghị định thư bảo vệ người di cư, nền tảng trong chính sách quản lý biên giới dưới thời người tiền nhiệm Donald Trump. Những người xin tị nạn vào Mỹ phải ở lại Mexico để chờ kết quả của họ tại tòa án di trú Mỹ. Ước tính có khoảng 11.000 người nằm trong chương trình được vào Mỹ trong khi chờ đợi kết quả xin thị thực. Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn. Thưa quý vị và các bạn, Bitcoin và các đồng tiền điện tử lớn khác đồng loạt mất giá sau khi Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đưa ra quan điểm không chấp nhận dạng thức thanh toán bằng tiền số. Đây không phải là lần đầu tiên Trung Quốc siết chặt các quy định liên quan đến tiền ảo, một lĩnh vực kinh doanh lớn ở nước này và chiếm tới 70% nguồn cung Bitcoin toàn cầu.
Trung Quốc không công nhận tiền điện tử là một đồng tiền hợp pháp và hệ thống ngân hàng không chấp nhận tiền điện tử hoặc cung cấp các dịch vụ có liên quan. Lý do sau những quyết định này và tác động đến thị trường tiền ảo là những nội dung được biên tập viên Thanh Huyền đề cập ngay sau đây. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Phát triển và Ổn định Tài chính Quốc vụ Viện Trung Quốc ngày 21 tháng 5 vừa qua tuyên bố kiên quyết phòng ngừa và kiểm soát rủi ro tài chính, trong đó có việc chấn áp các hoạt động khai thác và giao dịch Bitcoin. Đây là lần đầu tiên Ủy ban này đưa ra đề xuất về việc chấn áp Bitcoin. Với những quy định mới thì việc khai thác và sử dụng tiền ảo Bitcoin ở đất nước tỷ dân này đã bị thu hẹp đáng kể. Hiện chúng tôi đã kết nối với phóng viên Bích Thuận, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Trung Quốc để tìm hiểu rõ hơn. Thưa chị Bích Thuận, Trung Quốc đã cấm các sàn giao dịch tiền ảo hoạt động ở nước này từ năm 2017 và gần đây thì nước này lại mạnh tay hơn trong việc chấn áp các hoạt động khai thác cũng như là giao dịch tiền ảo Bitcoin. Nỗ lực nhằm kìm hãm cơn sốt tiền ảo ngày mùa nóng này của Trung Quốc thì được lý giải ra sao thưa chị? Vâng, xin chào chị Thanh Huyền và quý vị thính giả. Trên thực tế thì Trung Quốc đã nhận thấy các rủi ro tiềm ẩn mà tiền ảo mang lại từ khá sớm. Mặc dù đến năm 2017 nước này mới cấm các sàn giao dịch tiền ảo, nhưng ngay từ năm 2013, Trung Quốc đã ban hành các văn bản liên quan đến quản lý đồng Bitcoin và sau đó hàng năm đều đưa ra các báo cáo và văn bản cảnh báo những mối nguy hiểm khi đầu tư đồng tiền này. Việc Trung Quốc mạnh tay chấn áp tiền ảo trước tiên là bởi việc cho phép giao dịch đồng tiền này có thể phá hoại sự ổn định của hệ thống tài chính nước này. Hôm 21 tháng 5 vừa qua, Ủy ban Phát triển và Ổn định Tài chính Quốc vụ Viện Trung Quốc đã nhóm họp và tuyên bố kiên quyết phòng ngừa và kiểm soát rủi ro tài chính, trong đó có việc chấn áp các hoạt động khai thác và giao dịch Bitcoin. Cũng tại cuộc họp này, thì Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc đã yêu cầu tăng cường giám sát các hoạt động tài chính của các công ty nền tảng, ngăn chặn các hành vi khai thác và giao dịch Bitcoin. Bên cạnh những tác động tiêu cực đối với hệ thống tài chính, còn có những lý do khác khiến Trung Quốc buộc phải mạnh tay với tiền ảo, như là kiềm chế hoạt động rửa tiền hay ngăn chặn doanh nghiệp đi chệch hướng trong hoạt động kinh doanh. Bởi trên thực tế thì một số công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán nước này hoạt động không hiệu quả trong lĩnh vực kinh doanh chính, nên đã mua máy đào Bitcoin và đầu tư vào các cơ sở khai thác, bao gồm cả việc tham gia vào những sàn giao dịch bên ngoài. Ngoài ra thì tiêu hao năng lượng và gây ô nhiễm môi trường do sử dụng lượng điện khổng lồ để đào Bitcoin, ảnh hưởng tới việc thực hiện cam kết kiểm soát khí thải carbon và mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2060 mà lãnh đạo Trung Quốc đưa ra, cũng là nguyên nhân quan trọng khiến Trung Quốc không khoan nhượng với các hành vi giao dịch và khai thác tiền ảo. Vâng, được biết là 75% hoạt động khai thác Bitcoin trên toàn cầu thì tập trung ở Trung Quốc. Vậy động thái mạnh tay chấn áp các hoạt động khai thác, giao dịch tiền ảo của Trung Quốc thì sẽ tác động như thế nào đến các mỏ đào Bitcoin của nước này cũng như là giá trị đồng tiền ảo trên thị trường quốc tế? Những chính sách ngày càng siết chặt và tuyên bố không khoan nhượng của chính phủ Trung Quốc khiến các mỏ đào Bitcoin buộc phải chuyển hoạt động ra nước ngoài, trong đó có Bắc Mỹ, Trung Á, Đông Âu và thậm chí cả châu Phi. Nhưng điều này có thể vẫn gặp khó khăn bởi chính phủ nhiều nước trên thế giới đang siết chặt hoạt động đào tiền ảo vì lo ngại tiêu tốn năng lượng. Cũng có ý kiến cho rằng là việc Trung Quốc cấm đào Bitcoin có thể tạo ra hy vọng rằng năng lực đào tiền ảo sẽ bớt tập trung vào những công ty lớn của Trung Quốc. Tuy nhiên, các chuyên gia lại nhận định rằng là dù chuyển sang vận hành ở đâu thì các cơ sở đào tiền ảo vẫn thuộc về người Trung Quốc. Liên quan đến tác động lên giá cả đồng Bitcoin thì có thể thấy là ngay sau thời điểm Trung Quốc tuyên bố cấm sử dụng tiền ảo trong các giao dịch thì hôm 21 tháng 5, lần đầu tiên trong hơn 3 tháng trở lại đây, đồng tiền này đã rớt giá xuống dưới ngưỡng 40.000 đô la Mỹ. Trong phiên giao dịch lúc 1 giờ ngày 24 tháng 5 giờ Việt Nam thì giá đồng tiền kỹ thuật số nổi tiếng nhất thế giới này tiếp tục lao dốc không phanh, giảm xuống còn hơn 32.600 đô la Mỹ và mất gần 50% giá trị so với mức đỉnh ghi nhận trong năm nay. Vâng, song song với nỗ lực chấn áp thị trường tiền ảo được cho là có nhiều rủi ro thì Trung Quốc cũng đang triển khai dự án tiền nhân dân tệ số và hiện thì đã thí điểm tại một số thành phố. Thưa chị Bích Thuận, kỳ vọng của Trung Quốc đối với đồng tiền kỹ thuật số này là gì ạ? Trước tiên phải khẳng định rằng là đồng nhân dân tệ kỹ thuật số hay nhân dân tệ điện tử không phải là tiền ảo, mà là đồng nhân dân tệ được số hóa. Đồng nhân dân tệ điện tử có giá trị như tiền giấy thông thường, được Ngân hàng Trung ương Trung Quốc công nhận, nhưng chỉ tồn tại dưới dạng mã cốt trong ví điện tử. Tiền điện tử thì cho phép người dùng thanh toán, nhận và chuyển tiền như các nền tảng thanh toán trực tuyến hiện có ở Trung Quốc như là Alipay hay là WeChat Pay. Tuy nhiên thì với chức năng chạm, cho phép hai người dùng chạm điện thoại vào nhau là có thể thực hiện giao dịch chuyển tiền, bất kể có kết nối Internet hay không, đã cho thấy tính năng vượt trội của đồng nhân dân tệ điện tử so với Alipay và WeChat Pay. Cũng giống như đồng nhân dân tệ hiện hành, đây là đồng tiền pháp định do Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc phát hành và phải chịu sự quản lý điều tiết của nhà nước. Sau khi đưa vào sử dụng, đồng tiền này có thể giúp Trung Quốc giảm chi phí phát hành tiền mặt, gồm phí in ấn, vận chuyển, quản lý v.v., giúp các ngân hàng giảm chi phí trong sử dụng và quản lý tiền mặt.
Không chỉ vậy thì việc sử dụng tiền số còn giúp nước này tăng cường giám sát hoạt động tiền tệ và quản trị xã hội, giải quyết được bài toán giữa giao dịch ẩn danh và nhu cầu chấn áp tội phạm tài chính, chống rửa tiền, gian lận tài chính, thậm chí tài trợ khủng bố. Việc điện tử hóa nhân dân tệ còn giúp chính phủ kiểm soát tham nhũng, dòng tiền bất hợp pháp và trốn thuế. Đồng nhân dân tệ điện tử được phát hành để thay thế tiền mặt nên sẽ không có tác động lớn đến nguồn cung tiền tệ và do đó sẽ không có những ảnh hưởng đối với chính sách tài chính tiền tệ của chính phủ và Ngân hàng Trung ương Trung Quốc. Có nhận định cho rằng là Trung Quốc phát hành đồng tiền kỹ thuật số là nhằm cạnh tranh, thậm chí thay thế đồng đô la Mỹ trong giao dịch quốc tế. Đứng từ phía Trung Quốc thì các quan chức nước này từng khẳng định hồi tháng 4 rằng mục tiêu của đồng nhân dân tệ điện tử không phải là thay thế đồng đô la Mỹ hay các đồng tiền quốc tế khác, mà chủ yếu phục vụ nhu cầu sử dụng trong nước. Tuy vậy thì theo nhận định của các chuyên gia, về lâu dài, khi hệ thống tài chính của Trung Quốc trở nên phát triển hơn, hệ thống thanh toán tiền điện tử online sẽ có lợi cho việc quốc tế hóa đồng nhân dân tệ. Đó là lý do tại sao Trung Quốc đang thúc đẩy các tiêu chuẩn chung toàn cầu cho tiền điện tử và tăng cường phối hợp với các cơ quan tài chính quốc tế để điều chỉnh chúng. Vâng, xin cảm ơn phóng viên Bích Thuận đã chia sẻ những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, Trung Quốc được xem là nước có bước tiến xa nhất đối với sự phát triển của tiền kỹ thuật số. Theo một số chuyên gia thì giá Bitcoin đã liên tục lập đỉnh trong những tháng đầu năm nay là một trong những nguyên nhân khiến cho đồng nhân dân tệ kỹ thuật số của Trung Quốc được quan tâm và được chú ý. Động thái trấn áp Bitcoin cũng như là phát triển đồng nhân dân tệ kỹ thuật số của Trung Quốc cũng hứa hẹn sẽ tăng thêm động lực cho nhiều quốc gia trong cuộc đua thử nghiệm đồng tiền kỹ thuật số của quốc gia mình. Tiếp tục chương trình là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao. Trang tin đầu tư tài chính. Thưa quý vị và các bạn, giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế tiếp tục xu hướng đi lên và đang ở đỉnh 5 tháng so với giới đầu tư lo ngại lạm phát gia tăng, giao ngay ở mức 1.901 đô la một ounce. Trong nước, giá vàng đang tiến dần tới ngưỡng 58 triệu đồng một lượng. Cụ thể, giá vàng SJC niêm yết ở mức mua vào 56.850.000 đồng một lượng, bán ra 57.470.000 đồng một lượng. Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng Dòng Thăng Long ở mức mua vào là 53.520.000 đồng một lượng và bán ra là 54.120.000 đồng một lượng. Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la ở mức 23.121 đồng. Đa số các ngân hàng thương mại như Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức mua vào 22.945 đồng một đô la và bán ra 23.145 đồng một đô la. Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến bán đấu giá lần thứ 3 3.790 căn hộ tái định cư Bình Khánh, thành phố Thủ Đức với giá là khoảng 9.900 tỷ đồng. Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố được hoàn chỉnh hồ sơ tổ chức đấu giá trước ngày 15 tháng 6 tới. Thưa quý vị và các bạn, còn trên thị trường chứng khoán, mở cửa phiên giao dịch sáng nay, nhiều nhà đầu tư như ngồi trên đống lửa khi mà cổ phiếu ngân hàng đang đà tăng mạnh mẽ, bỗng chốc điều chỉnh giảm đồng loạt. Cá biệt có nhiều cổ phiếu ngân hàng giảm hơn 10% khiến những người đua mua giá trần hôm qua đã bị tạm lỗ nặng. Kết thúc phiên giao dịch, VN Index đạt 1.344,98 điểm, HNX Index đạt 317,26 điểm. Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực. Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực. Thưa quý vị và các bạn, lãi suất trên thị trường liên ngân hàng có xu hướng tăng mạnh trở lại từ cuối tháng 4 năm 2021 đến nay, với mức tăng 0,3 đến 0,5% một năm. Chỉ tính riêng 3 tuần đầu tháng 5 năm 2021, lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm đã tăng từ 1,13% một năm lên 1,23% một năm. Quy mô giao dịch tăng từ gần 114.000 tỷ đồng một ngày trong tuần đầu tháng 5 lên 122.000 tỷ đồng một ngày khi bước vào tuần thứ 3 của tháng 5 vừa qua. Trước diễn biến này, các chuyên gia nói gì? Phóng viên Hà Nho thông tin cụ thể cùng quý vị. Theo các chuyên gia, lãi suất liên ngân hàng tăng chủ yếu xuất phát từ nhu cầu thanh khoản của một số ngân hàng nhỏ, còn tại các ngân hàng lớn, thanh khoản vẫn dồi dào ổn định. Lãi suất liên ngân hàng tăng nhẹ so với những tháng đầu năm là hợp lý, bởi mặt bằng lãi suất liên ngân hàng trước đây quá thấp. Trong khi đó, lãi suất huy động trên thị trường 2 tuần qua cũng có biến động. Cụ thể, từ giữa tháng 5 năm nay đến nay, một loạt ngân hàng thương mại lần lượt công bố áp dụng biểu lãi suất mới theo cả hai chiều tăng và giảm. Ví dụ như SHB, Sacombank, TB Bank tăng lãi 0,1 đến 0,3% một năm tùy kỳ hạn. Techcombank hay là VB Bank lại giảm nhẹ lãi suất nhiều kỳ hạn và tăng nhẹ lãi suất huy động ở một số kỳ hạn khác. Phân tích về mức lãi suất huy động và cho vay như thế nào để đảm bảo hài hòa lợi ích giữa người gửi tiền và lợi nhuận ngân hàng, chuyên gia tài chính tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu phân tích.
Lãi suất huy động có lẽ không nên giảm quá sâu, là tại vì thường thường đó là người dân họ sẽ gửi ngân hàng, họ tiếp tục gửi ngân hàng, mà tỷ lệ lạm phát của chúng ta có thể năm nay ở mức 4%, mặt bằng lãi suất ở mức khoảng 6%, thì nó tạo cái sự tin tưởng cho khách hàng của ngân hàng và giữ tiền với ngân hàng. Còn nếu lãi suất mà xuống quá sâu dưới 4% chẳng hạn thì có thể người ta sẽ rút tiền khỏi ngân hàng. Theo các chuyên gia kinh tế, lãi suất tăng nhẹ là do thanh khoản của hệ thống không còn quá dư thừa từ năm 2020, tín dụng tăng mạnh so với cùng kỳ, còn lãi suất huy động vốn lại không tăng. Chính lãi suất huy động thấp thời gian qua cũng khiến một phần dòng tiền chuyển từ ngân hàng sang kênh đầu tư chứng khoán bất động sản. Điều này khiến một số ngân hàng phải có động thái tăng lãi suất trở lại để giữ chân người gửi tiền. Như vậy, bản chất việc tăng lãi suất huy động trên thị trường không phải là xu hướng mà chỉ là động thái cục bộ ở một số ngân hàng. Trong khi đó, trước tác động mạnh từ dịch bệnh, việc ổn định mặt bằng lãi suất là quan điểm của nhiều ngân hàng. Chính vì vậy, nhìn chung, mặt bằng lãi suất vẫn ổn định trong vài quý tới và chỉ có khả năng tăng nhẹ vào cuối năm. Chuyên gia tài chính tiến sĩ Đỗ Thái Hưng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư FinProd phân tích về lâu dài và ngân hàng uy tín muốn phát triển bền vững thì cần cân đối lãi suất huy động và cho vay, thậm chí là chấp nhận giảm lợi nhuận trước mắt để đạt được mục tiêu phát triển bền vững lâu dài. Các ngân hàng phải linh động trong việc là tăng trưởng tín dụng cũng như là làm cách nào có thể tăng trưởng được tốt bằng cách là hạ lãi suất, bằng cách là có được những cái dịch vụ tốt hơn. Việc các ngân hàng sẽ phải tự cân đong và hy sinh những cái lợi ích ngắn hạn để đạt được những cái lợi ích dài hạn và bền vững hơn. Theo tôi đánh giá thì về mặt cơ bản thì lãi suất ở Việt Nam vẫn đang ở mức khá cao nếu so sánh với các cái nước trong khu vực, dẫn đến cái chi phí sản xuất rất là cao. Phân tích thêm về kịch bản lãi suất tăng giảm từ nay đến cuối năm, tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu cho rằng ngân hàng phải đảm bảo cân bằng hai vấn đề, thanh khoản ngân hàng và lợi nhuận người gửi tiền. Lãi suất có thể hạ thêm một chút, thêm khoảng 0,5% nữa, nhưng trong trường hợp lạm phát vẫn giữ được ổn định. Thưa quý vị và các bạn, tối qua buổi lễ bốc thăm chia bảng FIFA Futsal World Cup 2021 đã tổ chức theo hình thức trực tuyến. Lá thăm may rủi đưa thầy trò huấn luyện viên Phạm Minh Giang đến bảng D cùng các đối thủ Brazil, Cộng hòa Séc và Panama. Trong số này, Brazil là đội bóng đang xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng của FIFA. Cộng hòa Séc đứng thứ 16, còn vị trí của Panama là 37. Tuyển Futsal Việt Nam đứng thứ 44. Đây thực sự là bảng đấu khó khăn cho tuyển Futsal Việt Nam khi cả ba đối thủ đều được đánh giá cao hơn. Các trận đấu tại 6 bảng diễn ra theo thể thức vòng tròn tính điểm một lượt. Hai đội xếp nhất nhì mỗi bảng giành vé vào vòng 1/8. Bốn đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất ở 6 bảng cũng vào vòng đấu tiếp theo. Hôm qua, đại sứ Việt Nam tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất Nguyễn Mạnh Tuấn cùng ban lãnh đạo đại sứ quán Việt Nam tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã tới thăm, động viên tinh thần đội tuyển Việt Nam trước khi bước vào 3 trận đấu cuối cùng trong khuôn khổ vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á. Đại sứ Nguyễn Mạnh Tuấn bày tỏ niềm vui khi liên tiếp hai đội tuyển quốc gia của Việt Nam tới các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất tham dự các giải đấu quan trọng. Sau thành công của đội tuyển Futsal Việt Nam khi vượt qua đội tuyển Liban trong trận playoff để lần thứ 2 trong lịch sử góp mặt tại vòng chung kết FIFA Futsal World Cup, đại sứ Nguyễn Mạnh Tuấn tin tưởng thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo cũng sẽ thi đấu quyết tâm để đạt mục tiêu đặt ra trong 3 trận đấu sắp tới tại bảng G, giành quyền đi tiếp vào vòng loại thứ 3 của World Cup 2022. Theo thông báo từ nước chủ nhà các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, các trận đấu thuộc bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 sẽ mở cửa đón khán giả vào sân. Số lượng người hâm mộ được tính theo tỷ lệ 30% trong tổng số sức chứa của sân. Để được vào sân, các khán giả phải tuân theo những quy định nghiêm ngặt của nước chủ nhà như phải có kết quả xét nghiệm âm tính COVID-19 bằng real-time PCR không quá 48 tiếng trước trận đấu, đảm bảo giãn cách theo quy định và phải tiêm ngừa vaccine COVID-19, kiểm tra thân nhiệt trước khi vào sân và đeo khẩu trang trong quá trình theo dõi trận đấu. Ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam cho biết. Sẽ có 30% khán giả sẽ được vào sân, căn cứ vào cái lượng công suất tối đa của sân. Và trong các trận đấu không có đội chủ nhà thì cái số vé này sẽ được chia đều cho hai đội tham gia vào cái trận đấu. Và những cái trận đấu có nước chủ nhà từ vùng quốc Ả Rập thì đội khách, cổ động viên đội khách sẽ được mua tối đa 10%. Thì đây có thể nói rằng là một trong những quyết định rất là mang lại một cái niềm vui cho những người hâm mộ Việt Nam. Trần Nhật Hoàng là một trong những cái tên nổi bật nhất của Điền Kinh Việt Nam trong khoảng 2 năm trở lại đây sau màn trình diễn ấn tượng của anh tại SEA Games 30. Ở SEA Games 31 dự kiến diễn ra cuối năm nay trên sân nhà, Nhật Hoàng tiếp tục là niềm hy vọng vàng ở cự ly 400m. Những ngày này, việc bước ra sân tập luôn là một thử thách lớn với Trần Nhật Hoàng cũng như đội tuyển Điền Kinh Việt Nam. Dù thời tiết oi bức nhưng tinh thần của toàn đội lúc nào cũng hăng hái và sẵn sàng.
Tuy nhiên, những ảnh hưởng của Covid-19 khiến Hoàng và các đồng đội ở đội tiếp sức hỗn hợp 4x400m không thể dự vòng loại Olympic. Lỡ cơ hội vàng, Trần Nhật Hoàng đành quay lại với các mục tiêu khác. Thì nói chung là chắc là em chỉ mục tiêu thi đấu và để bảo vệ được chức vô địch của mình tại SEA Games 31 ở sân nhà mình. Anh em vẫn cho tinh thần là sẵn sàng thôi, có giải pháp là đi thôi. Hai năm qua dù ít được thi đấu nhưng Nhật Hoàng vẫn duy trì thành tích tốt, đồng thời bảo vệ ưu thế ở các giải đấu trong nước. Vận động viên này còn muốn cải thiện hơn nữa khả năng ở nội dung sở trường 400m. Thành tích tốt nhất của em trước giờ là 46 giây 46, thì vẫn muốn hơn tí, 46 giây 3 hoặc là 46 giây 2, càng nhiều thì càng tốt. Trần Nhật Hoàng được giới chuyên môn kỳ vọng nhiều bởi anh vẫn còn trẻ, vừa đón sinh nhật tuổi 21 cách đây ít ngày. Vận động viên người Khánh Hòa là gương mặt tiềm năng có thể phát triển hơn nữa ở nội dung chạy 400m nam. Sáng sáng nay, trang chủ của câu lạc bộ Real Madrid đăng tải thông báo chính thức về việc bổ nhiệm chiến lược gia người Italia Carlos Ancelotti vào cương vị huấn luyện viên trưởng. Truyền thông Tây Ban Nha khẳng định nhà cầm quân 61 tuổi này sẽ được mời ký hợp đồng có thời hạn 3 năm nhưng mức lương chưa được công bố. Với việc nhận lời tái hợp Real Madrid, Ancelotti đã chính thức chia tay Everton và giải Ngoại hạng Anh chỉ sau 18 tháng làm việc, dù hợp đồng với đội chủ sân Goodison Park vẫn còn hiệu lực đến tận năm 2024. Khoản đền bù phá vỡ hợp đồng này do Real Madrid chịu trách nhiệm chi trả. Brazil đã nhất trí sẽ đăng cai giải vô địch bóng đá Nam Mỹ Copa America diễn ra từ ngày 13 tháng 6 đến 10 tháng 7 năm nay, sau khi nước chủ nhà trước đó là Argentina bất ngờ tuyên bố không thể tổ chức giải do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến căng thẳng. Quyết định trở thành chủ nhà khẩn cấp của giải đấu bóng đá quốc tế lâu năm nhất hành tinh khiến các nhà tổ chức cũng bất ngờ bởi chính Brazil cũng đang bị đại dịch COVID-19 hoành hành dữ dội với số ca tử vong cao thứ hai trên thế giới chỉ sau Mỹ, cũng như sự chia rẽ chính trị đang gia tăng tại nước này. Tổng thống Brazil Bolsonaro cho biết các trận đấu sẽ được tổ chức không có khán giả, trong khi truyền thông khu vực nói rằng Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ đang cố gắng xin phép để số ít khán giả được vào sân, ít nhất là trong trận chung kết. Dự báo thời tiết. Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Riêng Trung Du, Đồng Bằng có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 26 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, chiều nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 27 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 40 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, chiều nắng, có nơi có nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 4, cấp 5, đêm có lúc cấp 6, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Những thông tin về thời tiết cũng đã kết thúc chương trình Thời sự trưa nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn quan tâm có thể nghe lại chương trình trên trang điện tử tại địa chỉ vv1.vn. Chương trình thời sự trưa nay do các biên tập viên Đức Hưng, Minh Châu, Thu Hằng, Hằng Nga cùng kỹ thuật viên Hồng Thanh phối hợp sản xuất và thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyển tiếp chương trình thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết.
Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình phát thanh chiều và tối nay, bắt đầu vào lúc 16:30 trên sóng FM tần số 98,4 MHz. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.